quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 25 tháng 12 năm 2023, ngày đầu tiên thông xe qua cầu Mỹ Thuận 2, cũng như hôm nay cũng là ngày đầu tiên thông xe dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Bà con ở miền Tây rất là vui mừng phấn khởi vì có dự án cầu Mỹ Thuận 2 cũng như là cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, thì bà con di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây sẽ rút ngắn cái thời gian di chuyển còn khoảng 2 tiếng thôi, thay vì trước đó thì mình đi qua cầu Mỹ Thuận 1 và qua quốc lộ 1A thì khoảng 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng mới tới được thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ có cái cao tốc đây rồi thì bà con đi sẽ đỡ vất vả hơn. Và mình hôm nay cũng nhận được một số cuộc gọi cũng như là tin nhắn bình luận của quý vị khán giả rất là nhiều, hỏi về hướng đi từ Vĩnh Long qua cầu Mỹ Thuận 2, muốn qua cầu Mỹ Thuận 2 thì nhập làng ở đâu. Rồi cũng có một số anh chị khán giả cũng có hỏi là nếu mà anh đi từ hướng thành phố Sa Đéc muốn nhập làng đi lên cầu Mỹ Thuận 2 bằng cách nào, thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhất lối ra, lối vào và hướng nhập làng đi lên cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Hiện tại thì mình đang di chuyển từ Vĩnh Long lên cầu Mỹ Thuận 1 đây. Nếu mà đi Vĩnh Long á, thì mình không qua cầu Mỹ Thuận, mình sẽ qua cầu vượt đi hướng về quốc lộ 80. Rồi, hướng về Sa Đéc ạ. Ở đây thì mình sẽ có một cái biển báo ở đây ghi là cầu Mỹ Thuận 1 là đi thẳng là thành phố Hồ Chí Minh, còn rẽ phải là mình đi thành phố Sa Đéc là 16 km. Rồi, rẽ phải ạ. Sáng nay bà con rất là vui mừng, các anh em tài xế đi về Cần Thơ rất là khỏe rồi. Khoảng từ Mỹ Thuận này mình đi cao tốc về Cần Thơ khoảng 20 phút thôi, chứ bình thường mình đi quốc lộ 1A qua đoạn khu công nghiệp Hòa Phú thì đoạn đó rất là đông xe, nhất là giờ cao điểm công nhân tan ca rất là nhiều. Rồi từ Vĩnh Long lên mình qua cái cầu vượt này hướng về quốc lộ 80. Các anh em cứ chạy từ từ ha, tới những cái đoạn mà mình mới lái á thì mình chú ý cái biển báo, mình nhìn kỹ cái biển báo rồi mình đi. Rồi phía bên phải bên kia đó là một cái biển báo là hướng nhập làng cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ là rẽ phải, rồi hướng đi thẳng là Sa Đéc ạ. Rồi 500m. Ở vị trí này thì mình sẽ thấy được cầu Cái Đôi 2 cũng đã được mở rộng thành hai cái cầu. Lúc trước bên đây có một cái cầu thôi mà bây giờ có thêm một cái cầu phía bên đây nữa, rất là rộng rãi. Rồi hướng từ Vĩnh Long qua thì anh em tài xế mình mà muốn nhập làng đi về đi lên cầu Mỹ Thuận 2 á, thì anh em qua tới chỗ đoạn này là rẽ trái là đi vào đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận 2 đó. Rồi bây giờ mình sẽ chạy về hướng Sa Đéc rồi mình quay ngược lại ha, tới chỗ Tám Ghi, chạm dừng chân Tám Ghi đó, mình quay ngược lại hướng dẫn cái hướng từ thành phố Sa Đéc nhập làng lên cầu Mỹ Thuận 2. Ở đây mình có thêm một cái bảng nè, thành phố Sa Đéc đi thẳng nè, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Rồi mình nhập vô trong bên phải bên trái ở đây là mình đi thẳng về Cần Thơ. Đó. Đây là hướng đi Cần Thơ nha. Tới chỗ Tám Ghi này bắt đầu mình sẽ quay lại. Chạm dừng chân Tám Ghi ở Vĩnh Long rất là nổi tiếng. Rồi mình đánh cái cua ngược lại đây. Rồi hướng đi di chuyển của mình đang đi đó là hướng từ thành phố Sa Đéc lên cầu Mỹ Thuận 2, hoặc là mình rẽ phải là mình về Cần Thơ. Ở đây thì mình sẽ có một cái hệ thống biển báo đó là đi thẳng là Vĩnh Long và rẽ phải vô là cao tốc CT01 Mỹ Thuận Cần Thơ. Đó. Vừa tới vừa hết cái làng đi bộ phía trước đó, bắt đầu mình rẽ phải vô đây là đi về nhập làng đi lên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, rồi đi về hướng Cần Thơ.
Còn hệ thống biển báo này thì cũng chỉ là Mỹ Thuận Cần Thơ nữa, nhưng mà mình thấy là cái biển này không hợp lý chút nào. Tại vì tới cái đoạn này á, là mình rẽ phải nhập làn vô là mình đi Trung Lương, à mình đi về cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, hoặc là mình ghi thành phố Hồ Chí Minh mới đúng, chứ mình đi vô trong đó thì mình đâu có nhập làn đi về Cần Thơ được, nên là chỗ đó thì nó cũng chưa có hợp lý lắm. Rồi phía trước là cái cầu vượt đấy ạ. Rồi bây giờ từ Sa Đéc qua rẽ phải là đi lên cầu Mỹ Thuận 2, còn hướng chiếc xe tải này là đang chạy là hướng từ Vĩnh Long qua. Rồi rất là chi tiết ha, mình cố gắng mình nói rõ, nói chi tiết, nói chậm để mà quý khán giả thấy được cái lối ra lối vào như thế nào. Rồi bây giờ mình đã nhập làn vô thì có những cái bảng là cấm xe máy nè, cấm người đi bộ nè, rồi những súc vật, rồi những cái xe thô sơ, xe đạp thì cũng không được vào đó. Rồi có hướng là chỉ là đi thẳng lên cầu Mỹ Thuận 2. Ở đây thì mình sẽ có hai cái nhánh, hai nhánh phía bên trái màn hình, đó là nhánh từ cao tốc hướng Cần Thơ đổ ra quốc lộ 80 là nhánh bên trái, còn hướng của mình đang đi đây là mình ôm cua bên tay phải nè, lên cầu Mỹ Thuận 2 à. Rồi tiếp tục di chuyển. Rất là êm luôn. Rồi ở đây đó là hướng nhập làn lên cầu Mỹ Thuận 2. Rồi xi nhanh nhập làn. Rồi mình đã bắt đầu đường dẫn rồi. Phía trước đó là bảng tên cầu Mỹ Thuận 2, km là 106+338.50 cao tốc CT01, và tốc độ cho phép ở vị trí này đi lên cầu Mỹ Thuận 2 là 80 km/h và tốc độ tối thiểu là 60. Hướng bên kia các phương tiện hôm nay lưu thông cũng rất là nhiều rồi ạ. Ngày đầu tiên thông xe mà, nên là các anh em tài xế rất là phấn khởi, ai ai cũng rất là tranh thủ chạy thử cái tuyến đường mới. Rồi ở đây chào cho chạy 80. Quá êm ạ. Quá đẹp. Cầu Mỹ Thuận 2 này là 5.000 tỷ. Và bó cáp di văn thì có màu xanh dương rất là nổi bật. Và tổng là có 128 bó cáp di văn. Đầu tiên thông xe và quá êm. Lan can này thì mình thấy rất là chắc chắn luôn ạ, nhìn rất là cao, lan can thép ở giữa đây và lan can hai bên của cầu Mỹ Thuận 2 rất kiên cố chắc chắn. Phần cầu chính của cầu Mỹ Thuận 2 dài 1,9 km và đường dẫn hai đầu cầu là 4,7 km, trong đó bờ Tiền Giang mình đang di chuyển ở đây là dài 4,3 km và đường dẫn đầu cầu phía Vĩnh Long là 0,4 km ạ. Và trong ngày hôm qua thì buổi lễ khánh thành cầu Mỹ Thuận 2 cũng đã được diễn ra ngay tại vị trí này, là đường dẫn của Tiền Giang. Quá đẹp luôn ạ. Hệ thống biển báo an toàn giao thông, rồi những lan can chống chói ở trên giải phân cách trên cái con lương đó thì cũng lắp xong xuôi hết rồi. Rồi có cảng quang nè, rồi sơn kẻ đường, tất cả mọi thứ đã xong rồi. Sau khi xuống được dốc cầu Mỹ Thuận 2 thì tốc độ mình đang di chuyển ở đây đó là 90 và 60. Nút giao chỗ bên quốc lộ 80 đó, lối ra lối vào của cầu Mỹ Thuận 2 đổ xuống cũng như là từ cầu Mỹ Thuận 2 đổ lên thì mình thấy tất cả mọi thứ rất là ổn rồi, nhưng mà trừ cái biển báo hồi nãy mình có nói đó, cái biển báo đó thì cũng được nhiều anh em tài xế cũng phản ánh là chỗ đó thì nó cũng chưa có hợp lý. Nếu mà mình để đi lên
thành phố Hồ Chí Minh hoặc là mình đi lên cầu Mỹ Thuận 2 thì ok, chứ đi ghi là cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thì cũng chưa hợp lý. Cái cầu này đó là cầu Cạn thuộc địa phận của Cái Bè Tiền Giang. Nắng quá đẹp à. Ngày đầu tiên thông xe thì hướng ra quốc lộ 30 thì chưa thu phí, cũng như là hướng từ quốc lộ 30 nhập vào đường dẫn đi lên cầu Mỹ Thuận 2 thì vẫn chưa thu phí. Còn thời gian khi nào thu phí thì cái này thì mình chưa có biết, nên là khi nào bắt đầu thu phí thì mình sẽ cập nhật chi tiết giá cả rồi cũng như là những cái mức phí như thế nào ha. Còn hướng của mình di chuyển lên Trung Lương thì mình cũng không, bây giờ chưa có chạm thu phí thì không biết là như thế nào. Tại vì nút giao bên quốc lộ 80 á thì vào á thì mình vừa rẽ vào thì lúc đó là sẽ có trạm thu phí liền, nhưng mà chưa có chạm nên là cái đầu vô á, thì chưa có tính được à, chưa có lấy cái móc được cái đầu vô, nên là cái đầu ra thì mình nghĩ chắc cũng chưa có thu phí đâu thì nên là trong video này mình sẽ chạy thẳng về Trung Lương luôn, cái nút giao của cuối của Trung Lương đó, ra chỗ Mỹ Tho đó, nút giao cái gì mà Thân Cũ Nghĩa đó, để mình coi đi từ cầu Mỹ Thuận 2 lên tới đó thì thu phí bao nhiêu nha. Tại vì chưa có trạm mà không lẽ giờ mình chạy tới đó là miễn phí hay như thế nào chưa biết, nên là quý khán giả cùng mình chạy tới cái nút giao Trung Lương luôn nha. Rồi tới đây là mình sẽ có một cái nhánh rẽ đi thẳng là đi về Trung Lương, còn rẽ phải đó là ra quốc lộ 30 đi thành phố Cao Lãnh cũng như là ra nút giao Thái Trung và quốc lộ 1A. Đó, lối ra là tốc độ là 60 nè, rồi giảm tốc độ từ từ nè là 50 ạ. Rồi ở đây là có một cái bảng là thu phí ETC, là mình ra trạm thu phí nè, phải có thu phí không dừng thành phố Cao Lãnh quốc lộ 1. Rồi có một cái bảng nhập làn, nhập làn đó là hướng từ quốc lộ 30 nhập vào cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Và trong ngày hôm nay tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cũng đã được thay đổi tốc độ từ 80 lên 90 km/h bằng với tốc độ ngoài quốc lộ 1A. Đây là cái điểm kết nối giữa cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận 2. Đó. Ở đây mình thấy cũng có một cái biển báo quá trời luôn nè, cái gì mà ở dưới có tốc độ 70 mà ở trên thì tốc độ 90, không biết sao luôn. Rồi ở đây là tốc độ là 60, chắc là mình sẽ chạy theo cái biển báo tốc độ tạm ạ. Rồi ở đây thì mình thấy là có gì, lái xe đi đúng làn đường quy định, có camera rất là nhiều ạ, camera phạt nguội. Rồi ở đây là mình hết hiệu lực, bắt đầu là mình chạy được 90. Ở đây nếu mà mình đi từ ngã ba An Thái Trung rồi đi vào trạm thu phí là vô cái điểm đầu đó, thì mình đi tới Trung Lương luôn thì 101.000, nếu mà xe 4 chỗ, xe 5 chỗ đấy là 101.000. Nhưng mà bây giờ mình đi từ cầu Mỹ Thuận 2 thì không có trạm ở điểm đầu, không biết làm sao đây. Ở đây thì 4 làn xe và cũng chưa có trạm dừng chân, những cái trạm dừng nghỉ, nên là đa số các anh em tài xế bắt tài và xe khách thì chọn đi quốc lộ 1A để mà có trạm dừng chân, trạm dừng nghỉ để mà khách có chỗ nghỉ ngơi. Thứ hai nữa là vận chuyển hàng hóa tới những cái quán xá rồi này kia đó, thì hàng hóa được vận chuyển ngoài quốc lộ 1A là nhiều. Còn đây thì mình thấy rất là ít các phương tiện di chuyển.
Tới đây là mình đã tới cầu Bầu Giai 1. Các anh đang thi công cái gì đây quá trời nè. À chắc là đang mở một cái nút giao mới ở đây. Bây giờ mình đã di chuyển gần tới nút giao Thân Cửu Nghĩa rồi. Biết là thu phí bao nhiêu đây, bắt đầu từ cầu Mỹ Thuận 2 thì cũng chưa biết cái mức phí như thế nào, và cái điểm đầu á thì chưa có lấy cái móc cái dấu được, mà không biết ra đây lấy làm sao đây. Mà các anh em lưu ý khi mà đi trên cao tốc á thì kiểm tra tiền trong cái ví của mình để xem có nạp tiền đủ cái ETC chưa, thu phí tự động đấy ạ. Rồi bây giờ tốc độ giảm còn 60 đi ạ. Để coi cái thu phí ETC này bao nhiêu đây. Các phương tiện cũng đậu rất là nhiều kìa. Thu tiền bằng tay quá, hỏi đi từ đâu rồi, tới đây coi hỏi sao đây. Trời ơi, 101.000. Vậy là đi từ Mỹ Thuận là vẫn đóng 101.000. Qua còn Mỹ Thuận 2 thì chưa tính tiền, cũng vẫn như cũ á, 101.000. Ở video sau thì mình sẽ làm video chạy xe từ nút giao Trung Lương này, nút giao Thân Cửu Nghĩa này, từ Trung Lương mà về tới quốc lộ 80 là qua cầu Mỹ Thuận 2 để xem coi tính bao nhiêu tiền. Tại cái vô đằng này á thì mình chưa có đi lần nào, sáng giờ cũng chưa đi nên là cũng đi thử coi thu bao nhiêu tiền. Rồi cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều, video hướng dẫn chi tiết lối ra lối vào đi lên cầu Mỹ Thuận 2 ha. Cảm ơn các cô chú anh chị đã luôn đồng hành kênh của mình. Chúc tất cả quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của mình ạ. Bye bye.